tối hôm qua, sau khi đâm chết một thanh niên trước quán cà phê trên đường số 7, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vì ghen tuông, Ngô Nguyễn Hữu Vinh, 21 tuổi, quê Kiên Giang đã đến công an đầu thú. Nạn nhân bị đâm chết là Phạm Đình Chiến, 22 tuổi, ngụ quận 8. Thông tin ban đầu, bạn gái của Vinh là nhân viên phục vụ tại quán cà phê này. Tối qua, Vinh đi qua quán cà phê trên thì thấy Chiến có hành động vuốt mặt bạn gái mình nên ghen và về nhà trọ lấy con dao rồi chạy ra quán cà phê chở bạn gái về. Khi ra đến nơi, Vinh đang nói chuyện với bạn gái ở lề đường thì thấy Chiến cầm nón bảo hiểm định đánh mình. Lúc này, Vinh đã cầm dao đâm Chiến một nhát. Chiến được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.